Hồ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi chiều ngày 14 tháng 1 năm 2017. Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị hai bộ bàn ghế Vũ Ta Quảng Bình cột 10, gồm có 6 món một bộ, mỗi bộ gồm có 6 thứ. Và trên màn hình quý vị đang thấy đây được chúng tôi đang xếp dàn hàng ra thế này để quý vị thấy được, chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp đặc sắc đẳng cấp của hai bộ bàn ghế gỗ Vũ Ta Quảng Bình hàng VIP này. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay tại trước mặt tiền của cơ sở 1 đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng Ngày Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và sau đây đi vào đường nét của hai bộ bàn ghế này thì chúng tôi xin giới thiệu. Ở đây chúng tôi có hai bộ và mỗi bộ lại có một cái tên khác nhau. Cách đây ít hôm thì chúng tôi cũng đã giới thiệu các cái sản phẩm đặc sắc này, quý vị thấy rồi. Cách đây ít hôm chúng tôi có giới thiệu bộ là GTC10 VIP 1. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi là sản xuất xong được hai bộ là GTC10 VIP 2 và GTC10 VIP 3. Ở đây hai bộ này quý vị có thể, nếu mà có nhu cầu quý vị có thể liên hệ và đọc cái mã số lên là chúng tôi có thể thấy ngay được, biết ngay được cái mã này. Và đây mỗi một bộ chúng tôi lại đặt có một cái mã của bộ này. Ví dụ quý vị có nhu cầu bộ GTC10 VIP 2, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi, hoặc là GTC10 VIP 1, GTC10 VIP 3. Thành Luân chúng tôi là còn rất nhiều các sản phẩm đặc sắc này. Hai bộ bàn ghế này là hàng VIP nhất từ trước đến nay của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Ba bộ VIP 1, VIP 2, VIP 3 cột 10 này. Và bộ VIP 1 thì chúng tôi đang để trên tầng rồi. Và còn đây là hai bộ VIP 2 và VIP 3. Vào đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu trước tiên là bộ GTC10 VIP 2. Trước tiên là chiếc ghế dài, và mỗi một bộ này gồm có 6 thứ. Bộ thứ nhất là một chiếc đoản, hai chiếc ghế đơn, cộng một bàn và một bàn đơn trà và một đơn ngồi. Và thực sự là ba bộ bàn ghế GTC10 VIP 1, VIP 2, VIP 3 này chúng tôi đều là bàn đơn ngăn kéo, và yếm là toàn bộ là yếm vén, hàng VIP đặc sắc nhất từ trước đến nay. Ba bộ đặc sắc này được nhấn mạnh rất nhiều. Đây đường nét chi tiết của các bộ này là chúng tôi là đục đường nét đào chim, và vân gỗ thì là không còn gì để chê rồi. Đúng từ xưa đến nay chúng tôi là chọn được cái bộ GTC VIP 1, VIP 2, VIP 3 này chúng tôi là vân cực kỳ là đỉnh cao. Vân này từ xưa đến nay là chưa từng có. Đường nét là đục đào chim, đục đường nét rất tinh xảo. Đây là phần trương, quý vị nhìn này, vân này là toàn bộ là vân gỗ tự nhiên, 100% vân gỗ tự nhiên, không can thiệp và vẽ vân hay là tạo vân. Đây là hoàn toàn là vân tự nhiên, rất đẹp và rất VIP. Nó xứng đáng, xứng tầm cho cái tên gọi là VIP 1, VIP 2 và VIP 3 GTC. Và toàn bộ các chống tay này chúng tôi là làm tay hộp, không có tim, rất chi là đẳng cấp. Và các cái sản phẩm đặc sắc này không phải lúc nào cũng có, thì chúng tôi đã phải dồn rất nhiều các cái bộ tự do rồi. Và đến ngày hôm nay chúng tôi là dồn xong được 3 bộ hàng VIP này, cuối năm này. Về mặt ghế này, nói chung là từ A đến Z, từ gầm cho đến mặt là đều là vân đặc sắc này. Và chúng tôi xin giới thiệu bộ VIP 2 và VIP 3 này là nó dày hơn một chút so với bộ VIP 1. Đó là ván mặt này chúng tôi là ván dày đậu 1,5 phân, và khuôn tranh này là dày 3 phân cưa đi còn 2,8 phân, cực kỳ là dày. Hàng phổ thông chúng tôi chỉ làm một phân mốt thôi. Nhưng mà riêng cái bộ này là hai bộ VIP 2 VIP 3 này chúng tôi là làm ván này là dày 1,5 phân, ván dày đậu 1,5 phân, và khuôn tranh này làm dày 2,8 phân. Nó 3 phân cưa đi. Thực sự ra là nó là ván là khuôn tranh, là khuôn tranh 3 phân. 3 phân đậu yếm toàn bộ là yếm vén, vân rất chi là đặc sắc. Rồi làm là chọn vân từ A đến Z. Quý vị đang xem trên hình đây là bộ GTC 10 VIP 1. VIP 2. Đây phần vách này, rất đặc sắc, không có chỗ nào là không có vân đẹp. Và không những là phía trước này, còn phía hậu vân cũng rất đẹp. Quý vị cùng chiêm ngưỡng chiếc ghế dài của bộ GTC 10 VIP 2. Và tiếp theo sang hai chiếc ghế đơn. Toàn bộ ván là chúng tôi là ván dày đậu 1,5 phân, ván 1,5 phân.
Đây là chiếc ghế đơn thứ nhất của bộ GTC10 VIP 2. Vân không còn gì để mà chê, và tay này là tuyệt đối là tay không có tim. Rất đẳng cấp, cái hàng đặc sắc này không phải lúc nào cũng có. Chúng tôi đã làm trong vòng nhiều năm nay. Trong vòng toàn năm nay thì là mới chọn được 3-4 bộ nó đẹp như này. Và ngoài 3 bộ VIP này thì Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các bộ côn 10 này. Hiện tại trong cửa hàng tôi còn độ khoảng hơn chục bộ hàng VIP đặc sắc như này. Và đặc sắc nhất vẫn là 3 bộ GTC10 VIP 1, VIP 2, VIP 3. Chiếc ghế đơn thứ nhất, tiếp theo chiếc ghế đơn thứ hai. Rất đỉnh cao, phải nói là cực kỳ đỉnh cao, các bộ đỉnh cao như này. Tôi nhấn mạnh rất nhiều. Đây là bộ GTC10 VIP 2. Thì đang thấy trên mình đây. Vân phải nói là đỉnh cao, tuyệt đỉnh luôn. Đẹp tư chân cho nên mặt, tư đằng trước đằng sau. Đây, tôi sẽ quay đằng sau, kể cả phía sau. Rồi, quý vị cùng xem. Sau của hai chiếc ghế đơn, kể cả chiếc đoạn cũng vậy. Phải nói là tuyệt đỉnh luôn, hai bộ này mọi người, tuyệt đỉnh, siêu siêu VIP luôn. Từ vân VIP xong rồi lại còn ván VIP nữa. Ván chúng tôi là ván dày đậu phân rưỡi và khuôn tranh 3 phân. Rất chi là đặc sắc, không phải lúc nào cũng có những cái sản phẩm đặc sắc này. Và quý khách có nhu cầu sở hữu hai cái sản phẩm này, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Thành Luân chúng tôi sẽ phục vụ khách đến 30 Tết. Hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Bình Thân, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán năm 2017 rồi. Ở đây là ở phía sau của chiếc đoạn của bộ VIP 2 đây, GTC10 VIP 2. Nó tuyệt đỉnh, đúng là một tuyệt đỉnh, một tuyệt phẩm. Và đi theo chúng tôi sau xem bộ GTC10 VIP 3. Bộ này cũng không thua kém gì bộ VIP 1, VIP 1 và VIP 2. Hiện tại trong cửa hàng chúng tôi là còn 3 bộ VIP 1 và VIP 2. Các bộ này là ván dày 1 phân rưỡi, khuôn tranh dày 3 phân. Và toàn bộ yếm vén, bàn hộp ngăn kéo, bàn và đôn hộp ngăn kéo đây. Đi vào chiếc hai chiếc ghế đơn của bộ GTC VIP, VIP 3. GTC VIP 3 này quý vị cùng chiêm ngưỡng này. Vân của cái mặt ghế đây, đỉnh cao của chất lượng. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu 3 cái bộ VIP của đồ gỗ Thành Luân này, cột 10 này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0967 110389 hoặc 0972 770888. Vân gỗ chỗ nào cũng đẹp. Chiếc ghế đơn của bộ GTC10 VIP 3. Chúng tôi xin nhắc lại, hôm nay chúng tôi giới thiệu 3 bộ hàng VIP cột 10 của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đó là có mang mã số là GTC10 VIP 1, GTC10 VIP 2 và GTC10 VIP 3. 3 bộ này là hàng đỉnh cao, độc nhất vô nhị của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Tôi nói độc nhất vô nhị thì đúng, thực sự là nói hơi quá, nhưng mà đúng là nó là thật sự không có bộ nào đẳng cấp được như ba cái bộ này của gỗ Thành Luân thôi. Và đường nét được trục đục chạm đào chim. Đây, đục chạm đào chim. Vân gỗ tuyệt đỉnh, đây là bộ GTC10 VIP 3. Thì đang thấy trên màn hình đây là GTC10 VIP 3. Vân đỉnh cao luôn. Và cái dòng này là dòng gỗ ta Quảng Bình, rất chi là giá trị và rất chi là khan hiếm trên thị trường. Cái bộ dòng gỗ ta Quảng Bình này nó rất là giá trị. Đây, mặt ghế của bộ GTC10 VIP 3 này. Có nhu
tiếp với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Chúng tôi xin nhắc lại là hai bộ GTC VIP 3 và VIP 2 này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là khuôn tranh dày đậu 3 phân và ván mặt là dày đậu 1,5 phân. Trong cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi lúc này còn khoảng hơn chục bộ gỗ cụ ta Quảng Bình, cột 10 và cột 12 rất nhiều. Và chúng ta cùng đi thêm một chút về đường nét chi tiết lại của hai bộ bàn ghế này, bộ GTC 10 VIP 2. Quý vị đang xem trên hình đây là chiếc đoạn của bộ GTC 10 VIP 2 và hai chiếc ghế đơn của bộ GTC 10 VIP 2. Đây là mặt sau của hai chiếc ghế đơn của bộ GTC 10 VIP 2. Rất chi là đặc sắc. Đây là ngày 14 tháng 1 năm 2017, chúng tôi giới thiệu hai bộ, ba bộ bàn ghế gỗ cụ ta Quảng Bình là bộ GTC 10 VIP 1 và GTC 10 VIP 2 và GTC 10 VIP 3. Gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.